Anh chàng đầu súp lơ người Nhật này đã giữ động tác máy bay trên thanh xà đơn là 22 giây. Và anh ta đã đăng một bài viết nói rằng là đó là kỷ lục thế giới. Mình không nghĩ rằng là với 22 giây mà đã là kỷ lục thế giới. Thì hôm nay mình sẽ thử giữ máy bay trên xà đơn xem là được bao nhiêu giây nhá. You have power over your mind. Not outside of this. Realize this and you will find strength.